Trên sân khấu lúc này là sự xuất hiện của top 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố ngôi vị Á Hậu 2. Miss Universe Vietnam. And we are still waiting for the independent audit unit for the results of the top 3 titles. Đều sẽ rất xứng đáng với những vị trí của họ. Xin mời đại diện đơn vị kiểm toán độc lập sẽ mang kết quả. Ba ngôi vị cao nhất Hoa Hoàn Vũ Việt Nam 2022 lên sân khấu. Xin cảm ơn anh. Thank you. Ngay bây giờ sẽ là phần công bố Á Hậu 2 của cuộc thi. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ niềm vui này. Và quý vị thân mến, ngôi vị Á Hậu 2 của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 245 Huỳnh Văn Thủy Quân. Please be reminded, for whatever reasons that Miss Universe Vietnam cannot complete her responsibilities, then Miss Runner-up will take her place to fulfill them. Khi đang cầm kết quả trên tay, quý vị thân mến, thưa quý vị, và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, Hoàn Vũ Việt Nam 2022 chính là the new Miss Universe Vietnam 2022 is... Can we get so nervous? Ladies and gentlemen, let's make some noise! Rất khó. Chúng ta sẽ cùng công bố với nhau nhé. Một, hai, ba. Nguyễn Thị Ngọc Châu!
Lê Thảo Nhi. Hội của Việt Nam ơi là vui vui này, nhiệt vụ đang quang. And now with the winning and crowning moment of the new Miss Universe Việt Nam. Hãy cùng nhau gia tiền sau những nỗ lực và cố gắng trong suốt những hành trình vừa qua. From the representative from the organizing board and the sponsors and Miss England to award our new Miss Universe Vietnam, Vicky Ngọc Châu. The winning and crowning moment. Chúng ta hồng miền trần khánh phân dành cho tất cả Vicky Ngọc Châu với chiếc quốc mì Vĩ Đăng Lâu của bao bà quảng. Now is the moment of Vicky Ngọc Châu. Thưa quý vị, Ngọc Châu cùng với các thí sinh lại, Ngọc Châu đã cố gắng rất nhiều trong hành trình vừa rồi và sẽ mở ra một chặng đường mới, một quãng đời mới vô cùng rực rỡ của cô gái trẻ Ngọc Châu. Ladies and gentlemen, the new Miss Universe Vietnam is Vicky Ngọc Châu. Xin được cảm ơn đại diện ban tổ chức. Tất cả quý vị sẽ cùng chứng kiến những bước đi đầu tiên của mình, Vicky Ngọc Châu sắp vào. Thưa quý vị, hành trình của cuộc thi đã kết thúc. Những hành trình của tân hoa hậu và á hậu thì vừa mới bắt đầu. Ladies and gentlemen, the journey of the contest has ended, but the journey of First Vietnam 2022 Ngọc Châu has just begun. Xin chúc cho tân hoa hậu trên cương vị mới sẽ đạt được nhiều may mắn và hãy thể hiện bản lĩnh Việt Nam vĩ đại của mình. As a beautiful woman, please do your best. We are all behind you. Xin được mời á hậu sẽ cùng bước lên để chung vui với tân hoa hậu trong khoảnh khắc đặc biệt này. The top three titles, the second runner-up, the runner-up, and Miss Universe Vietnam. Ladies and gentlemen, the new Miss Universe Vietnam 2022 will proudly represent our country at Miss Universe 2022, speaking and pressuring of modern Vietnamese women. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đồng hành cùng với tân hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. We would like to send a special thanks to local authorities, Department of Culture and Sports of Ho Chi Minh City, Miss Universe Vietnam 2022 through all the time. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành chia sẻ cùng quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hello to Miss Universe Vietnam 2022. And now, goodbye and see you.